Xin thường nhắc nhở từ con tu mà về duyên phận pháp thì như trong kinh Phật có nói đến vấn đề như lý tác ý đó, thì như lý tác ý đó có phải là chỉ là một phần của tùy duyên phận pháp hay là hai cái đó nó cùng nghĩa khi cho mình áp dụng cái lý sống trong cuộc đời hàng ngày? Thực ra đó là Đức Phật ngài nói cái này cái kia gì đó, nhưng mà khi phân tích thì nói vậy thôi. Cho thực ra đó, khi mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì nó đã đầy đủ hết cả những cái đó. Thế khi mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì tự nhiên nó sẽ như lý tác ý. Là hoặc là và tất cả những cái yếu tố khác đó, nó đều có hết đó. Mình nói tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thôi. Thì trên thực tế khi mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác được á, thì lúc đó là những cái này, như là tín này, niệm này, tàm này, quý này, vô tham này, vô sân này, tâm xả này, đó, hay là thư thái này, kinh an này, định này, đó, từ bi hỷ xả này, tất cả những yếu tố đó là nó nằm trong đó hết. Mặc dù mình chỉ làm ba việc là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thôi, nhưng mà tất cả những cái thiền pháp đó nó đều đi theo hết đó. Tất cả cái thiền pháp đó, đều đi theo đó. Cho nên á, hễ khi mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là lúc đó là nó đã như lý tác ý rồi. Nhưng mà mình cố như lý thác ý như thế nào đó thì có khi sai. Có khi sai là bởi vì nhiều khi mình trụ quán cho thật ra là không phải như lý thác ý. Mà hơn nữa, cái chữ như lý thác ý đó là bây giờ mình đa phần là mình cũng hiểu sai. Có hai cái từ mà nó bị dịch là nó trùng nhau. Đó là cái từ tác ý với là cái từ tư tác, là hai cái từ này nó khác nhau. Cái chữ mà tác ý đó là manasikara, còn cái từ tư tác là cetana. Hai cái từ đó nó nghĩa khác nhau. Nhưng mà mình đó, thì mình lại khi mình nói là tác ý là mình tưởng là mình có khi mình tưởng tác ý là cetana. Nhưng mà cetana là tư tác là khác, mà còn tác ý là khác. Cái chữ tác ý đó, nó có nghĩa, chỉ có nghĩa là cái hướng tâm thôi. Đó. Nếu khi mà tâm mình nó rộng lặng trong sáng, thì cái hướng tâm nó đã đúng rồi. Thì cái đó gọi là như lý tác ý. Nhưng mà khi mình có khởi lên một cái ý đồ gì đó trụ quan theo mình á, thì lúc đó là cái như lý tác ý nó cũng trở thành là phi như lý tác ý. Đó. Thí dụ như bây giờ tâm mình hoàn toàn bình thản mà mình chỉ nhìn cái hoa này thôi, thì mình chỉ thấy nó như nó là thôi, tức là như lý tác ý, tức là trong đó có như lý tác ý. Tức là cái hướng tâm của mình nó là đúng trên đối tượng, đúng với cái đối tượng như nó là. Nhưng mà khi mà trong trong mình mà nó có một cái ý đồ gì đó, thí dụ bây giờ mình thấy cục vàng thì mình đưa con nít nó thấy cục vàng thì thấy như không, nó chỉ thấy cục vàng là thấy cục vàng vậy thôi, thì lúc đó nó là như lý tác ý. Nhưng mà cái người ăn trộm á, thì nó thấy cục vàng là nó đã có phi như lý tác ý liền, tức là nó đã nhìn sai vấn đề rồi, tức là nó không thấy cái cục vàng như nó là, mà lúc đó nó đã cái hướng tâm của nó là đã thấy cục vàng là thế này thế kia gì đó rồi, thấy theo cái ý đồ của nó rồi, thì lúc đó là không còn như lý tác ý rồi. Rồi khi đó đó mới tư tác. Khi nó đã không có như lý tác ý rồi, lúc đó nó mới tư tác. Ồ, bây giờ mình lấy cái cục vàng này. Đó. Lúc
khi mà nó quyết định là lấy cục vàng và nó đi tới lấy cục vàng đó, lúc đó mới là tư tác, là chetana. Thành đã có nhiều vị lại lầm cái hai cái này với nhau. Cho nên mình quyết định thì cái đó là tư tác rồi, chứ không phải là chết, chứ không phải là tác ý. Tác ý chỉ mới là cái hướng tâm thôi. Khi mình sáng suốt đó, thì tự nhiên cái hướng tâm nó đúng. Mà còn khi mình không sáng suốt đó là mình hướng tâm nó sai liền. Thí dụ như mình đang sợ. Nếu mình sợ ma thì mình thấy cái gì đó mình cũng sợ là mình tưởng là ma. Nếu mình sợ rắn thì mình thấy cái dây gì đó mình cũng tưởng là rắn. Tức là ngay cái sợ đó nó đã là hướng tâm sai ngay từ đầu rồi. Từ cái chỗ mà mới hướng tâm sai đó đó mới bắt cái đầu á, mới là tư tác á, là nó khác nè. Tư tác là lúc đó ví dụ sợ ma cái mình bỏ chạy chẳng hạn vậy, thì bỏ chạy đó lúc đó mới là chetana đó. Còn lúc đầu do cái hướng tâm của mình sai trên đối tượng đó, thì cái đó mới chỉ là cái tác ý không đúng, thì gọi là phi như lý tác ý. Mấy cái đó là phải phải thấy thực, chứ còn hệ mà mình hiểu trên nghĩa rồi cái mình nói theo nghĩa cái chủ quan của mình cái đó chẳng hết.